Xin chào toàn thể quý hàng. Chào toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKMX Trơn Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Trong thời gian vừa qua thì Trọng Thơ đã review rất là nhiều những cái vị trí đẹp, những trục đường đang được đổ sỏi, đổ nhựa và trồng cây xanh. Và hôm nay Trọng Thơ lại review cho toàn thể quý hàng về bốn dãy trọ đang hoạt động tại khu vực này. Thì cách đây khoảng tầm 3 tuần trước thì Trọng Thơ làm video thì đang xây đúng không ạ? Và ngay hôm nay thì vị trí mà Trọng Thơ đã quay cho toàn thể quý hàng thì Trọng Thơ lại quay lại và chúng ta có thể thấy xây đã hoàn thiện tới 80% rồi. Chỉ trong 1-2 tuần nữa thôi là sẽ cho hoạt động và người dân về ở nha cả nhà. Ở đây được thiết kế là một kiosk và 4 phòng trọ. Thì trục đường là trục đường nhựa 16m, cây xanh vỉa hè được BKMX quy hoạch trồng chuẩn Singapore đúng không ạ? Và hiện tại điện đã có khắp dự án, nước sạch đã có khắp dự án. Và xung quanh chúng ta có thể thấy ngoài theo hướng tay Trọng Thơ chỉ đây là trục đường N3B. Thì ngoài trục đường N3B thì hiện tại là đường 25m cũng là trục chính của dẫn vào khu công nghiệp. Và ngay đó thì đã sầm uất rồi ạ, có chợ Thế Giới Di Động và có bệnh viện Hạnh Mỹ, có văn phòng công chứng Bùi Thị Thu Bình và tất cả những yếu tố như là ăn uống, sinh hoạt, chợ N3B cũng đã hiện hữu ở đây. Vị trí mà Trọng Thơ chỉ cách chợ 200m, đối diện là công ty CP, một trong những tập đoàn lớn nhất về sản xuất thức ăn công nghiệp và thức ăn nhập vào những siêu thị như là trứng CP, đùi gà, cánh gà CP, xúc xích đúng không ạ? Tập đoàn CP là một tập đoàn nổi tiếng và của Thái Lan đã về đầu tư tại Việt Nam. Thì trong các khu nghiệp cả nước đã có tập đoàn CP xuất hiện từ Nam đến Bắc. Thì chúng ta có thể đầu tư tại đây, chúng ta xây ở hoặc xây cho thuê, hoặc là chúng ta mua để đầu tư. 1 đến 2 năm tới giá trị của bất động sản chúng ta sẽ tăng 1 đến 2 đến 3 lần. Hiện tại vị trí mà Trọng Thơ đang phân phối thuộc thị xã Trơn Thành. Và từ vị trí chúng ta di chuyển ra trung tâm thị xã Trơn Thành chỉ 1 km. Và ngay đây giá chỉ dao động từ 9 triệu đến 10 triệu trên mét vuông. Thổ cư 100% chúng ta được xây dựng tự do và quy hoạch chuẩn Singapore. BKMX là một nhà đầu tư thông minh, luôn mang tới lợi nhuận cho khách hàng và an toàn, hiệu quả cho khách hàng. Hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong những vị trí đẹp tại khu công nghiệp và đô thị BKMX và đầu tư đồng hành lâu dài cùng BKMX, và chúng ta sẽ luôn luôn thắng, luôn luôn thành công cùng tập đoàn BKMX. Trọng Thơ xin chào và chúc quý hàng đầu tư thành công nhé.